Có nhiều đồ chơi luôn á. Có một chiếc khăn ở trên kìa, nó làm gì á? Ui ui má, tí hẹp ơi, quá nó chơi chạy. Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hải Gà. Hôm nay thì anh em đang có một cái phi vụ khá là nguy hiểm. Sau khi mà tham gia quân đội thì anh em ở đây là đây cũng là một cái phi vụ bí mật của bên quân đội ấy. Nên là anh em thì có thể nhìn thấy nó bên mình, mặc dù là quân đội nhưng mà không ai mặc quần áo bên quần áo đồng phục hết, quần áo quân phục hết. Tất cả đều mặc quần áo thường dân, nó giống như kiểu một cái nó giống như kiểu lính đánh thuê luôn anh em ạ. Đấy. Nó giống như kiểu lính đánh thuê luôn. Mà anh em tham gia một cái nhiệm vụ đó là mình sẽ phải tôi sẽ phải bảo vệ một cái có một cái vụ vận chuyển cái tàu ngầm hạt nhân nó sẽ di chuyển qua đây đấy, và cái nhiệm vụ của anh em hôm nay sẽ là bảo vệ cái tàu ngầm hạt nhân đó, cũng như là bảo vệ cái an toàn của khu vực bờ biển này. Anh em có thể nhìn sơ qua thì sẽ thấy được cái trang bị mà hôm nay bọn tôi có ở đây, nó sẽ có hai cái xuồng, gọi xuồng nó hợp lý nhỉ, gọi xuồng nó là hai cái xuồng cano, hai cái xuồng có trang bị súng này. Đây anh em có thể nhìn thấy nhá. Đây, súng trước này, súng sau luôn đấy, cả súng trước cả súng sau luôn đấy. Đây, anh em phía kia có thể nhìn thấy súng cả phía trước cả phía sau luôn đấy. Còn trên kia thì nó sẽ có thêm một số cái trang thiết bị bảo vệ ở trên cái khu vực tàu sân bay nữa. Trên tàu sân bay cũng sẽ có cái lính đồn trú trên đó để có thể bảo vệ cho an toàn khi mà cái tàu ngầm hạt nhân của một cái đối tác nó di chuyển qua khu vực này anh em nhá. Nhưng mà còn một điều nữa mà tôi tiết lộ với anh em, đó là tôi đã báo phi vụ này cho đại ca của tôi rồi. Đấy, tôi đã báo phi vụ này cho Thành Trung rồi. Và mà anh em tôi định kế hoạch là cướp con tàu ngầm này. Vì cái tàu ngầm này ấy, nó là của đối tác chứ không phải là của bên quân đội. Thế nếu bên của quân đội bọn tôi ấy, thì bọn tôi còn hơi áy náy một tí. Còn nếu của bên đối tác ấy, thì thôi, không sao. Cái tàu ngầm này nếu mà cướp được cái phi vụ này thực hiện chót lọt thì nó sẽ là một cuộc cách mạng luôn anh em ạ. Và nó sẽ thay đổi cục diện của toàn thành phố luôn. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ đây mẹ có súng này này. Anh em thấy ghê chưa? Đấy, tàu ngầm thì hiện tại thì tàu ngầm nó chưa đi qua khu vực này. Có nghĩa là bọn tôi nhận được thông tin là cái tàu ngầm nó sẽ di chuyển qua cái khu vực này thôi. Đấy, và bọn tôi sẽ phải bảo vệ nó ở đây. Đấy, có rất nhiều tàu thuyền ở đây, cộng với việc là một số cái tàu ngầm mini ở đây của bên đã được bọn tôi trang bị ở đây để có thể bảo vệ cái tàu ngầm nó làm sao nó di chuyển qua cái khu vực này bờ biển này an toàn nhất anh em nhé. Đấy, mặc dù anh em thấy đây là một nhiệm vụ bí mật và rất ít người tham gia thôi, tất cả đều che mặt bịt mặt hết, và anh em cũng không biết rõ ai với ai luôn. Nhưng mà tất cả là bên cái này nó là một cái nguồn thông tin bí mật của bên quân đội. Đấy, thì cái tàu ngầm này là của đối tác chứ không phải của trực tiếp của bên quân đội tôi quản lý. Đấy, và tôi đã gọi cho đại ca rồi. Đấy, đại ca thì tôi cũng không biết là mẹ anh em ra có đông hay anh em có đông không để có thể cướp cái tàu ngầm hay không, nhưng mà chắc chắn rồi, với kinh nghiệm của đại ca và kỹ năng của anh em lư xương bịp thì tôi nghĩ là anh em sẽ xử lý được vụ này. Cộng với việc tôi ở ngoài đây, tôi sẽ phối hợp cùng với đại ca cũng như là thay đổi cục diện, để có thể thực hiện được cái phi vụ này thành công. Không biết là này thành công hay không, tại vì là rất nhiều vũ khí trang thiết bị ở đây ấy, có thể là tôi thì có thể tôi không bắn đại ca, nhưng mà mấy anh em ở trên kia thì anh em bắn thì để anh em nhìn thấy đây. Đạn nó găm vào này. Ôi giời ơi luôn. Từ hình những cái máy bay kia của đại ca. Ủa, sao nó bắn mình? Đi xem này. Ở đâu? Nghe nha, thằng này. Cũng mày. Thằng này nóng tính gì vậy? Làm gì bắn tôi chạy? Cái máy bay đen kia kìa anh em. Nó bắn tiếp kìa, nó bắn tiếp kìa. Không phải là máy bay của bọn tôi. Ôi. Bắn gì vậy? Khi nào mà tôi xử đại ca luôn không anh em? Đây, đây, cái máy bay bên này là máy không bay. Không biết. Sao tụi này nó bắn mình chạy? Nó quá nhiều đồ chơi luôn á. Có một chiếc khăn ở trên kìa, nó làm gì á? Ui. Ui. Má, tí hẹp ơi. Quá nó chơi chạy. Mẹ ơi chạy. Má, ngại luôn á. Thì ra là nó giống giết người chứ. À, nó đụng ra không biết nữa. Em thấy không? Ui mẹ. Căng gì vậy? Cái máy bay kia chắc của đại ca rồi. Cái gì á? Đuổi mình hay gì á ta? Để thằng phi công nó mẹ. Máy mãi ra đây mà tắt máy rồi. Tất kệ.
Thằng mua nó gì. Có chiếc tàu ra kìa, có chiếc tàu ra kìa, hình như nó đổi ca hay sao á. Cánh luôn nha, thằng này cánh luôn nha. Ôi nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa. Thôi thôi. Em bay máy bay được không? Em bay máy bay đi đi. Em xuống để kiểm tra, ui. Em bay đi đi. Em lên máy bay đi, bay trước đi. Cái anh thấy tôi còn hai cũng tàu ngầm này có hai xe phòng không nó lái cho mà hai xe phòng giết được nó đây. Nếu mà có trường hợp là có máy bay nó đổ bộ xuống nó chiếm nó bấm liều W W bấm ship bay lên gì á bay đi đúng rồi bay đi đây đây tàu ngầm nó đến đây rồi. Ôi nó hạ xuống kìa má nó chê anh rồi. Thơ cứu thẳng lên đi thẳng lên đi bay bay trời cứu tôi. Cứu tôi! Ai đó rồi! Tôi nhắn nước thành cái gì á? Tôi chống mặt lại cho em. Tàu cano có gà kìa. Nào đây? Tôi lính hải quân đây. Lính hải quân đây, tim. Mai tim. Anh muốn chết rồi. Để đảm bảo quay được tới cuối video thì mình phải chỉnh chế độ này các bạn. Cho tôi lên tàu với anh chiến sĩ ơi, cho tôi lên tàu với. Nó mở cửa kìa. Làm sao để đi lên đằng trước vậy trời? Đấy, mở cửa. Cho tôi lên tàu với. Mở cửa ra xuống mới lên được. Tàu ngầm siêu to khổng lồ luôn ạ. Em đang bay nhưng mà nó di chuyển. Nó bắn kìa. Tàu này nó cùng với màu nước. Em bay W lên, W lên, W ship bay lên. Ship nhưng mà xong rồi làm sao để đi lên đằng trước? Nút số 8, nút số 8 mình phải lượn lại gần con tàu ngầm đi. Số 8 mình nâng bát á. Lượn lại gần con tàu ngầm kia ơi. Thôi bắn bạn sao vậy? Sao leo lên được ta? Mày lặn xuống. Ní ơi, ní lặn xuống cho tôi leo lên trên kia mới được. Ní ơi, tôi phải lên trên nóc bên kia tôi mới vô được. Không tàu ngầm con kìa. Nghĩ này nó nhận anh là bạn rồi, nó nhận anh là bà con rồi. Bây giờ tôi sẽ di chuyển đây, đây, tàu ngầm đây, đây, review đây, của tàu ngầm cho anh em ạ. Rồi xuống đi để tôi. Anh bạn nó bị dụ. Em sao rồi? Anh cướp được tàu ngầm hạt nhân rồi. Khởi động tàu ngầm hạt nhân. Tụi mày xong rồi. À không biết là ca mày là xử lý lên trên rồi. Tụi mày xong rồi. Thấy á. Bắn rồi nó bắn tàu ngầm hạt nhân rồi. Nè. Thôi. Ê sao tàu ngầm này bắn cái gì đó. Rồi bắn ai? Bắn xuống. Ra đi rồi. Ui, bắn xuống. Cái biển. Mình bắn tích luôn này. Uầy, hả mày? Sao mày thấy được? Bắn nữa nè. Ôi, bắn được kỹ lâu luôn nè. Được tàu ngầm mới được các bạn ơi. À, kia mày ra chỗ tàu ngầm mini đi, ra chỗ tàu ngầm mini đi. Mày hả mày lắm tao bàn tay luôn. Anh mới lao lên lật tàu cái bàn tay luôn. Sau khi mà mẹ cướp một cái tàu ngầm thì bên đối tác yêu cầu của tôi phải mẹ đi truy tìm anh em ạ. Và không phải là một cái tàu ngầm đâu mà nó là một hạm đội tàu ngầm. Ôi, bây giờ bọn tôi sẽ điều động 3 cái trực thăng đi và đi truy tìm. Cái tàu ngầm bây giờ nó mà lạ xuống thì đúng là không tìm thấy luôn ở đâu luôn đấy. Có một sự luôn, đây rồi, tôi phát hiện một cái. Đây là cái hạm đội tàu ngầm nó đang truy đuổi cái tàu ngầm của đại ca thôi. Căng thực sự ạ. Em thấy ghê không? Mày nhìn thế này thôi nhưng mà mẹ hạ xuống gần to kinh khủng luôn. Đây cái tàu ngầm đại ca thôi kia.
Ơi anh em thấy không? Ui mẹ, mẹ như con cạp, mẹ cá voi khổng lồ luôn. To thực sự luôn đấy. Kinh khủng luôn đấy. Đây đây đây. Cái ngầm của mẹ đại ca đây. Quay đầu cũng là một vấn đề đấy anh em ạ. Ui anh em nhìn thấy ghê không? Ui mẹ quay sát luôn ạ. À. Ui ui ba cái tầng hợp luôn. Hai cái thằng, ba cái trực thăng đằng sau luôn ạ. Ba tàu này đang đuổi ạ. Các em thử đậu lên cái nóc tàu ngầm thì được không? Anh em thử đậu phát lên lên linh cái tàu ngầm thì được. Tích luôn đấy. Căng thực sự ạ. Đâu nhờ đâu mà tàu ngầm đâu. Ở đây là vào bờ ấy, chứ vào bờ lên nó sóng. Truy tìm anh em phải đi truy tìm để tàu ngầm đại ca. Tôi nghĩ mong đại ca chót lọt kìa, cực căng thực sự luôn. Anh em nhìn thấy tàu ngầm ở phía dưới luôn, đợi một chút rồi sẽ nhìn thấy tàu ngầm ở phía dưới. Đây có lẽ là một phi vụ mà mẹ siêu to khổng lồ luôn mẹ, từ thời điểm vào thành phố rồi anh em ạ, kinh khủng luôn này. Lâu nay chỉ cướp siêu xe để nó tầm vài chục triệu, trăm triệu là căng rồi, nhưng mà anh em biết giá trị của một cái tàu ngầm này nó kinh khủng, phải lên đến tờ hàng tỷ đô. Mà là còn tàu ngầm hạt nhân nguyên tử luôn đấy, tàu ngầm nguyên tử luôn mà lại là một hạt đội tàu ngầm của nó di chuyển qua đây luôn. Đây rồi, nó chơi, nó trồi lên rồi. Ui kìa, một quái thú luôn đấy anh em ạ. Thôi thì phải đi trên trực thăng để đi giám sát truy đuổi thôi, nhưng mà bây giờ với cái tầm ngầm này thì cái máy bay nó bắn cũng không ăn thua. Anh em nhìn thấy là biết à, quan trọng là mình muốn hỗ trợ để ca bắt được, anh em để ca ăn trộm lấy được con tầm ngầm này. Nhưng mà bây giờ ba cái tầm ngầm phía sau nó đang truy đuổi theo cái tầm ngầm đại ca luôn.
lắp đặt như lôi không. Tôi không rõ là mấy cái tàu ngầm này nó có lắp đặt như lôi không. Ôi ôi mày dại anh em ạ. Má rơi máy bay ạ. Bây giờ tôi sẽ bơi lại để lên cái tàu ngầm này thôi. Trời ạ. Ui ui mày vãi. Lên quá mẹ coi cái thằng khác mẹ nó hỗ trợ anh em ạ. Tí nữa thì bay màu. Đấy cái thằng kia mẹ không biết sao nó bị trục trặc kỹ thuật rơi ạ. Căng may mà mẹ sử dụng nhiệm vụ mẹ. Không thì ối rồi. Bây giờ thì cũng thực sự luôn không nhận ra cái tàu nào là tàu của đại ca luôn. Cái tàu nào luôn. Anh em mà vào chỗ buổi trưa thì có thể đón xem nhé. Cảm ơn anh em. Bye.